Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Mở đầu bản tin sẽ là một thông tin vui. Vaccine ngừa sốt xuất huyết do Takeda sản xuất được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 5. Đây là vaccine ngừa sốt xuất huyết đầu tiên được lưu hành tại Việt Nam. Vaccine sốt xuất huyết của Takeda sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, bất kể đã hoặc chưa từng mắc bệnh. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam cho cá nhân mà không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá biến đổi khí hậu khiến số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ngày càng gia tăng, tạo áp lực và gây quá tải cho các cơ sở y tế. Bên cạnh kiểm soát vector, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức điều trị hợp lý và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để quản lý bệnh sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ tử vong, việc phê duyệt vaccine sốt xuất huyết giúp có thêm công cụ đặc hiệu góp phần phòng ngừa sốt xuất huyết. Dự kiến vaccine sốt xuất huyết vừa được phê duyệt sẽ có mặt tại một số trung tâm tiêm chủng trong nước bắt đầu từ tháng 9 năm 2024. Đến nay, vaccine do Takeda sản xuất đã được phê duyệt ở hơn 30 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Argentina, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Vaccine cũng đã được phê duyệt và sử dụng cho chương trình tiêm chủng quốc gia tại Brazil và Argentina. Sau vụ ngộ độc nghiêm trọng, 568 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lại mới xuất hiện thêm một vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Trảng Bom. Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận cấp cứu cho gần 100 công nhân sau khi ăn bánh đa cua. Theo thông tin ban đầu, tất cả số công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho hay, theo lời của những công nhân trên, sau khi ăn bánh đa cua vào buổi chiều tại công ty thì xuất hiện các biểu hiện nôn và đau bụng. Có khoảng 500 người ăn cùng buổi chiều nay, tuy nhiên có gần 100 người xuất hiện các triệu chứng trên và nhập viện. Các bác sĩ nghi ngờ họ bị ngộ độc thực phẩm. Được biết, công ty trên có khoảng 1.200 công nhân. Đây là một trong những công ty sản xuất đồ điện dân dụng được thành lập vào năm 2019. Vấn đề ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai gần đây đang ở mức báo động. Cũng là mối lo về ngộ độc liên quan đến sự việc hàng trăm công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm cách đây chưa lâu. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 16 giờ ngày 15 tháng 5, thêm 19 công nhân nhập viện và 165 bệnh nhân đã ra viện. Hiện tại còn 190 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh như Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Sở Y tế tỉnh, các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị. Đáng lưu ý, Sở Y tế cũng yêu cầu tổ chức thực hiện điều tra dịch tễ, giám sát, lấy mẫu, xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam và kiểm tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 cho đến 14 tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Cứ vào mỗi dịp hè, cao điểm nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, số trẻ bị đuối nước lại có xu hướng tăng. Lo ngại hơn, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do trước đó không được sơ cứu hoặc sơ cứu sai cách. Vậy khi trẻ không may bị đuối nước, người dân cần sơ cứu như thế nào? Thông tin cuối của Y tế trong ngày sẽ trả lời câu hỏi này. Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây đã tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng. Trường hợp đầu tiên là bé trai 2 tuổi ở Hà Nội không may ngã xuống hồ cá coi sâu 1,2 mét. Sau gần 10 phút, bé mới được phát hiện và đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, ngừng tim, ngừng thở. Hai trường hợp tiếp theo là bé trai 12 tuổi ở Hà Nội và bé trai 11 tuổi ở Sơn La. Trong lúc tắm ở ao, suối, cùng các bạn thì bị đuối nước. Cả hai trẻ đều được người dân dốc ngược và chạy khoảng 2 vòng. Sau đó trẻ được đưa vào bệnh viện địa phương xử trí ban đầu, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng đồng tử giãn, hôn mê sâu. Các bác sĩ cho biết, phần lớn trẻ đuối nước tử vong hoặc bị di chứng thần kinh là những trẻ không được cấp cứu hoặc cấp cứu ban đầu không đúng cách tại hiện trường.
Cái vấn đề chính của bệnh nhân mà đuối nước, mà khi mà bệnh nhân bị ngã xuống nước, chìm xuống nước ấy, thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là thiếu oxy, rồi gây nên cái tình trạng bệnh nhân ngừng thở, ngừng tim. Thế thì cái vấn đề đặt ra cấp cứu của bệnh nhân lúc đấy là cái cấp cứu cơ bản là cái vấn đề mà xử trí quan trọng nhất. Và thời gian khi mà bệnh nhân bị như thế thì cái thời gian là rất quan trọng. Bởi vì nếu mà khi bệnh nhân ngã xuống nước, chìm xuống nước lâu, bệnh nhân thiếu oxy, nó sẽ gây tổn thương não. Và nếu mà chúng ta không xử trí kịp thời đúng cách, mà chúng ta bế bệnh nhân, chúng ta vác bệnh nhân đi chạy, thì nó sẽ làm đi mất cái thời gian và cái cơ hội vàng để cứu sống bệnh nhân. Kể cả trường hợp còn có thể tự thở được thì cái động tác mà vác dốc ngược đứa trẻ này thì cũng rất nguy hiểm. Vì khi chúng ta dốc ngược lên thì các cái chất dịch trong dạ dày sẽ trào ngược trở lại, và khi đứa trẻ thở và nó sẽ hít vào cái đường thở mà nó làm tổn thương phổi. Đấy là cái động tác mà sơ cấp cứu không đúng cách. Tai nạn do đuối nước có thể xảy ra trong các trường hợp ngạt nước, những người không biết bơi ngã xuống nước, trẻ em ngã cắm đầu vào chậu nước hay bồn tắm, ngất đột ngột khi vừa tiếp xúc với nước, lặn sâu dưới nước khi hết hơi không ngoi lên kịp, bơi quá mệt, cơ thể mất nhiệt do nước lạnh hoặc bị chuột rút. Hậu quả có thể dẫn tới các di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách. Do đó người dân nên lưu ý các nguyên tắc sau. Đầu tiên khi mà trẻ đuối nước thì chúng ta cần phải đưa trẻ lên vị trí trên bờ là vị trí an toàn, và sau đó tiến hành đánh giá trẻ có bị ngưng thở hay là bị ngưng tim hay không. Để đánh giá trẻ bị ngưng thở, chúng ta cần phải tiến hành là gì? Nhìn, nghe, cảm nhận bằng cách là gì? Tai chúng ta sẽ hướng về phía miệng mũi bệnh nhân, mắt nhìn vào lồng ngực. Nếu chúng ta quan sát bệnh nhân không có lồng ngực di động và trẻ không thì có nghĩa là trẻ không tự thở được, lúc này chúng ta tiếp cần tiến hành thổi ngạt. Với những trẻ nhỏ chúng ta sẽ thổi ngạt miệng mũi là ngậm kín miệng và mũi bệnh nhân, và đồng thời chúng ta sẽ thổi ngạt cho bệnh nhân 2 lần. Chúng ta thổi ngạt 2 lần có hiệu quả bằng cách là gì? Chúng ta đánh giá là khi thổi ngạt lồng ngực bệnh nhân di động theo mỗi lần chúng ta thổi ngạt. Sau khi chúng ta thổi ngạt 2 lần có hiệu quả rồi thì chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân có bị ngừng tim hay không bằng cách bắt mạch trung tâm. Thì chúng ta có thể bắt ở mạch bẹn, mạch cảnh và mạch cánh tay. Chúng ta sẽ bắt mạch trong vòng 10 giây. Nếu trong vòng 10 giây mà không có mạch có nghĩa là bệnh nhân đã bị ngừng tim, và chúng ta phải tiến hành ép tim cho bệnh nhân. Vị trí ép tim là 1/2 dưới xương ức. Chúng ta sẽ đây đầu trên xương ức, đây đầu dưới xương ức, của chúng ta sẽ ép vị trí 1/2 xương ức. Với những trẻ nhỏ chúng ta có thể dùng kỹ thuật 2 ngón tay hoặc kỹ thuật ôm ngực. Kỹ thuật 2 ngón tay là chúng ta dùng 2 ngón tay ấn vào lồng ngực bệnh nhân 15 lần. Mục đích là để ép vào buồng tim để tim bệnh nhân có thể là có bóp tổng máu đi nuôi cơ thể. Và cái độ sâu của ép là chúng ta phải ép đạt được 1/2 đến 1/3 bề dày của lồng ngực. Như thế chúng ta ép tim mới có thể có hiệu quả được. Và tần số ép tim là khoảng 100 lần một phút. Sau khi ép tim 15 lần chúng ta tiến hành thổi ngạt. Và các bạn quan sát thấy là tôi sẽ ngậm kín miệng mũi bệnh nhân, thổi ngạt 2 lần có hiệu quả. Sau mỗi lần thổi ngạt chúng ta thấy lồng ngực bệnh nhân di động, có nghĩa là thổi ngạt có hiệu quả. Sau 3 tiếp theo chúng ta tiếp tục ép tim 15 lần. Tiếp tục thổi ngạt ép tim liên tục cho đến khi mà bệnh nhân tự thở trở lại được, và bệnh nhân thì hoặc là bệnh nhân chúng ta bắt mạch trung tâm có mạch trở lại, có nghĩa là hoạt động của hô hấp và của tuần hoàn của trẻ đã cải thiện. Và lúc đấy chúng ta cần phải gọi đội cấp cứu đến để hỗ trợ chúng ta. Lúc này đội cấp cứu có những phương tiện hỗ trợ cấp cứu, hoặc là có thể đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để xử trí tiếp cho bệnh nhân. Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với trẻ em, các bác sĩ cũng khuyến cáo nhà trường và gia đình nên có các chương trình dạy kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là dạy bơi. Khi cho trẻ đi bơi cần thường xuyên giám sát trẻ, không để trẻ đi bơi một mình. Khi đi bơi tuân thủ các biển chỉ dẫn nguy hiểm và các nội quy ở bể bơi, bãi tắm. Với trẻ nhỏ ở nông thôn, cần cảnh báo trẻ không được tự ý bơi tại các ao hồ. Các bác sĩ cho biết trẻ bị đuối nước có thể ngạt thở, ngừng tim, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Phần lớn trẻ đuối nước tử vong hoặc chịu di chứng thần kinh do não thiếu oxy kéo dài là những trẻ không được cấp cứu hoặc cấp cứu ban đầu không đúng cách tại hiện trường. Vài phút đầu là thời gian vàng để cấp cứu trẻ đuối nước. Người sơ cứu cần chú ý không được dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, vì việc đó khiến cho các dịch ở dạ dày trào ngược vào đường thở và làm chậm trễ quá trình hồi sức tim phổi và không ngừng được hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở. Khi ép tim ngoài lồng ngực, người sơ cứu chú ý không ấn ngực quá mạnh để tránh làm gãy xương và dập phổi.
Và đến đây, Y tế trong ngày xin được tạm dừng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.